Rồi xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn đã đến với kênh Đẹp Mỗi Ngày. Thì hôm nay thì Đẹp Mỗi Ngày sẽ giới thiệu tới tất cả các anh chị và các bạn một cái bộ sản phẩm giúp dưỡng tóc cho chúng ta rất là tốt, và nó là dòng sản phẩm cao cấp của nhãn hàng Alica nha. Anh chị em nào mà đã sử dụng Alica rồi thì chúng ta biết đây là một cái dòng sản phẩm cao cấp có công nghệ và tiếp nhận công nghệ từ Thụy Sĩ, cho nên là dùng rất là hiệu quả. Thì đây là cái bản nâng cấp của sản phẩm, đó chính là Alica Platinum. Thì cái điểm đặc biệt của cái bản này đó là dùng được cho cả nam và nữ các anh chị nhé. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0909647968, để khi mà mọi người cần tư vấn, cần mua hàng chính hãng hoặc cần thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với mình nhé. Thì đây là cái chai dầu gội Alica Platinum nè. Đây, dầu gội đây nè mọi người nè. À, mọi người thấy chưa? Đó. Còn cái chai này là chai dầu xả conditioner nha. Đây là chai dầu xả nè. Đây. Đây. Còn cái này là cái tinh chất nó tất cả đều có chữ Platinum trên hộp để chúng ta phân biệt với bản thường ha. Thì cái bản này là cái gì? Thì nó là cái phiên bản mới nhất của Alica. Đó, thì nó là rất là cao cấp nha các anh chị nha. Sản phẩm này cực kỳ cao cấp luôn. Nó sẽ giúp dưỡng tóc, ngăn ngừa cái tình trạng rụng tóc và giúp cải thiện mái tóc của chúng ta rất là tốt. Thì cái sản phẩm ưu điểm vượt trội của nó là nó sẽ giúp ngăn ngừa rụng tóc, giúp mập tóc nhanh, khỏe. Và có một cái hoạt chất rất là nổi tiếng, đó chính là Redensil, được chứng minh lâm sàng bởi Viện Educhem của Thụy Sĩ, là nó sẽ giúp kích thích tóc tăng trưởng tới 214% trong 10 ngày. Và nó sẽ giúp tác động trực tiếp vào tế bào gốc nang tóc, thúc đẩy tóc phát triển chắc khỏe từ sâu bên trong. Với cái công thức chuyên biệt cho cả nam và nữ, Alica rất là an toàn ha mọi người ha. Và nói thêm một chút xíu về cái hoạt chất Redensil. Nó là cái hoạt chất chăm sóc tóc đầu tiên dựa trên các cái nghiên cứu y học tái tạo. Hoạt chất được đánh giá là bước đột phá trong việc chống rụng tóc và là giải pháp thay thế tốt nhất cho cái việc cấy tóc hoặc là kích thích tóc mọc chắc khỏe tự nhiên. Sorry mọi người, đổ camera. Đó, cho nên là cái này á, cái hoạt chất này cực kỳ trong cái sản phẩm Alica này là số 1 trên thị trường đó mọi người. Đấy, và cái sắc hoạt chất này á là nó đã giành giải bạc trong giải thưởng đổi mới mỹ phẩm vào năm 2014. Đó, nó có sẽ thúc đẩy trực tiếp vào gốc nang tóc và nó sẽ khuyến khích sự phân chia của các tế bào gốc ở nang tóc, giúp ức chế DHT, ngăn chặn teo nang lông, giảm gãy rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là hiệu quả. Và cái hiệu quả này đã được chứng minh lâm sàng nha mọi người nha, nên là cực kỳ là hiệu quả luôn. Đấy, thì cái gội xả Platinum này á, nó là cái thành sản phẩm, nó tiếp nối thành công của cái bộ gội xả Alica bình thường, và nó chứa cái hàm lượng cao cấp hơn rất là nhiều luôn. Đấy, và sự kết hợp, nó là cái sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ liposome và các cái hoạt chất tiên tiến như là Redensil, Capsil, đấy ba Bicapil, mang đến hiệu quả cao trong cái việc giảm rụng tóc và giúp tóc mọc già lì bóng khỏe luôn nha mọi người nha. Đấy, cái sản phẩm này nó là cái phản bản mới của nhãn hàng Alica đó mọi người. Thì cái sản phẩm này khi mà sử dụng thì nó sẽ phù hợp với những loại tóc nào? Thì thứ nhất đó là phù hợp với loại tóc yếu, dễ gãy rụng, cho người có tóc khô, tóc bị hư tổn do sử dụng hóa chất tạo kiểu thường xuyên nè, phù hợp cho cả da đầu nam và nữ, nên cái bộ này, bộ Platinum này là xài chung. Còn cái bộ Alica trước đây chúng ta truyền thống á, thì nó sẽ có một cái màu xanh là cho nam và màu đỏ là cho nữ, còn cái bộ này là nam nữ đều dùng được hết. Và nó nhờ cái ứng dụng công nghệ liposome như hồi nãy đó thì rất là siêu nhỏ luôn, nó sẽ dễ dàng thấm sâu vào từng sợi tóc, tác động vào tế bào nhú bì, giúp ngăn ngừa gãy rụng và kích thích tóc mọc chắc khỏe dài lâu. Nó sẽ giúp làm sạch sâu da đầu, loại bỏ bụi bẩn và kiểm soát lượng dầu tiết ra, cung cấp và dưỡng ẩm cho tóc, nuôi dưỡng tóc bồng bềnh chắc khỏe hơn. Thì đó chính là những cái ưu điểm rất là tuyệt vời của Alica ha mọi người ha. Còn bây giờ phân biệt thật giả thì phân biệt như thế nào? Thì đầu tiên á, khi mà lấy hàng về, tất cả các sản phẩm Alica đều có cái tem chích mã hàng chính hãng ở đây, mọi người có thể thấy đúng không? Tem chích mã hàng chính hãng ở đây này đó. Thì khi mà lấy hàng về, nếu mà chúng ta cần kiểm tra thì chúng ta hãy cào tem ra này, công ty có hướng dẫn rất là rõ ràng luôn này. Cái này là nơi cào này, chúng ta cào nhẹ lấy mã QR và mã số, chúng ta quét mã QR hoặc soạn tin là XT dấu cách mã số gửi 8099 thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là hàng chính hãng nha mọi người nhé. Đấy, cào ra gửi tin nhắn thì hệ thống sẽ trả về cho chúng ta là chúc mừng bạn đã mua đúng hàng chính hãng của công ty, thì lúc đó chúng ta mới nhận hàng và chúng ta mới thanh toán tiền nha các anh chị nhé. Rất là đơn giản thôi. Tương tự đối với cái serum cũng vậy, thì cái sản phẩm này kiểm tra nó đã quá dễ rồi, nhưng mà ở đây em muốn nhắc tới á, là
chúng ta sử dụng cái sản phẩm này cực kỳ tuyệt vời luôn. Đặc biệt là những anh chị nào mà hay bị rụng tóc, bị hói da, tóc của chúng ta nó bị kiểu như là nó bị yếu và nó rất là mỏng á, thì dùng cái này rất là tuyệt vời nha. Alica nó là sản phẩm dầu cao cấp, không cần phải nói quá nhiều về cái chất lượng nữa, mà chúng ta thực sự là ai mà gặp vấn đề dùng cái sản phẩm này thì rất là hiệu quả. Và khuyên nha, chúng ta nên sử dụng ít nhất là 1 đến 2 bộ. Một cái bộ như thế này xài được lâu lắm, chừng 2 đến 3 tháng á, cho nên là chúng ta phải sử dụng như vậy thì nó mới đạt hiệu quả, bởi vì cái dòng hàng này là thiên nhiên và cái công nghệ của nó đã được chứng minh lâm sàng bởi khoa học rồi, cho nên là chúng ta cứ tin tưởng sử dụng các anh chị nhé. Còn nếu mà các anh chị và các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm này thì mọi người đừng ngần ngại gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em theo số 0909647968 để em hỗ trợ trực tiếp cho mọi người nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm đến kênh Đẹp Mỗi Ngày, và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào ạ.